Lộ trình đầu tiên: đội chơi chạy bộ ra bãi xe, tìm và phá khóa xe, di chuyển thật nhanh lên 1003 tìm dấu hiệu của chương trình và gặp người chỉ dẫn. Tại đây, đội chơi nhận nhiệm vụ luộc trứng gà. Trong khu vực làm nhiệm vụ, người chơi phải tìm đủ nguyên vật liệu và làm theo các bước sau: bẻ 5 cành cây, tìm 4 con gà và lấy 8 quả trứng, tìm nồi và ra suối lấy nước. Nhóm lửa và đợi 2 phút cho trứng chín. Nếu chết trong quá trình luộc trứng, đội chơi bị phạt tại chỗ 2 phút. Hoàn thành nhiệm vụ và giao cho người chỉ dẫn 8 quả trứng đã luộc chín, đội chơi nhận du thuyền vào lộ trình thứ 2. Lộ trình thứ 2: đội chơi dùng thuyền di chuyển đến số 27 khu vực cầu cảng tìm dấu hiệu của chương trình và gặp người chỉ dẫn. Tại đây, đội chơi nhận nhiệm vụ đếm kho nguyên liệu. Tại kho nguyên liệu của cửa hàng sửa xe ô tô, đội chơi phải đếm chính xác số lượng các vật phẩm như sau: bình ga màu cam, bình xăng màu cam, lốp xe ô tô không vành, lốp xe ô tô có vành, vành xe ô tô không có lốp. Thông báo lại chính xác số lượng cho người chỉ dẫn, đội chơi nhận lộ trình tiếp theo. Lộ trình tiếp theo: đội chơi di chuyển đến số 411 tìm chỉ dẫn của chương trình, đi theo và tới khu vực hồ thủy điện. Tại đây, gặp người chỉ dẫn và nhận nhiệm vụ thứ 3. Ở nhiệm vụ này, hai người chơi sẽ cùng nhận được xe đạp và xuất phát. Đi hết cầu mà không ai bị ngã xuống nước dưới 1 phút 30 giây sẽ hoàn thành thử thách. Nếu một trong hai người chơi bị trượt ngã, bị phạt 2 phút và phải làm lại từ đầu. Hoàn thành thử thách, đội chơi nhận lộ trình đến nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ thứ 4: đội chơi tìm đường đến biệt thự số 844 trên router 11 để gặp người chỉ dẫn. Tại đây, đội chơi nhận nhiệm vụ thu thập 5 dữ kiện nằm quanh khu vực biệt thự và giải bài toán logic như sau: cho A bằng 7256525, B bằng 144481022, C bằng 21636124, D bằng 28828203, E bằng 35101625523. Tìm F. Nếu đáp án sai, đội chơi bị phạt 2 phút. Đáp án chính xác, đội chơi nhận lộ trình về đích tại tòa thị chính.